Xin kính chào cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay tôi lại giới thiệu một cái cuốn tử vi trọn đời về mạng nam của nhà xuất bản Sài Gòn, xuất bản năm 1968. Đây là một quyển sách rất có giá trị mà đã được cất giữ một cách rất là cẩn thận sau rất nhiều năm. Đây là cái bài lời nói đầu. Cuốn này nó có 430 trang cô chú anh chị ạ. Nhưng cái tuổi này thì cái cuốn này thì nó chỉ nói đến cái tuổi nam mạng. Nó có 60 tuổi trong lục thập hoa giáp. Bắt đầu từ tuổi Tý, Tý thì nó có 5 cái tuổi Tý. Đây là Mậu Tý rồi đến Canh Tý, Nhâm Tý, Giáp Tý và Bính Tý. Nó có 60 tuổi cho nó đến đến tuổi Quý Hợi. Ở trong đây người ta trình bày nó rất rõ ràng về cái nội dung cái cuộc đời của mỗi con người chúng ta. Từ khi sinh ra lớn lên rồi dựng vợ gả chồng nó như thế nào, nó hợp với những tuổi nào. Mỗi một tuổi thì nó có khoảng từ 8 trang đến hơn 10 trang nói về một tuổi. Đấy, nói về gia đạo công danh rồi nói về hôn nhân. Rồi nói về tiền tài sự nghiệp. Rồi nói về những tuổi hợp làm ăn. Rồi nói về cái sự lựa chọn vợ chồng làm sao để cho nó được cao sang quyền quý. Đây là đăng cái bài của cái người tuổi Mậu Tý. Hôn nhân với cuộc sống trung bình thì là kết hợp với những người nào thì nó được trung bình. Kết hợp với những người nào thì nó phạm phải bần hàn, làm ăn nó khó khăn. Đây là cái bài những cái tuổi đại kỵ trong cuộc đời và tuổi Mậu Tý. Và những năm mà tuổi Mậu Tý không nên kết hôn. Đấy, trong cái cuốn này người ta nói rõ 60 tuổi trong lục thập hoa giáp. Người ta nói chi tiết từng hạng mục một, từng nội dung một trong cái cuộc sống của chúng ta hàng ngày. Rồi đây là những diễn tiến từng năm của tuổi Mậu Tý trong suốt cuộc đời. Bắt đầu từ 19 tuổi. Nó từng cung một, từng mỗi một giai đoạn 10 năm một chẳng hạn đấy. Đây người ta thấy giải thích rõ từng năm một. Trong vòng 3 năm hoặc là trong vòng 7 năm nó sẽ như thế nào. Nên tôi quay lần lượt hết một cái bài của cái tuổi Mậu Tý để cô chú anh chị và các bạn cùng tham khảo xem nó có những gì. Nếu như ai có nhu cầu giao lưu sử dụng cuốn sách này thì xin liên hệ với tôi theo số 0986 217
320. Đây là cái bài mà gặp tuổi kỵ thì phải làm sao? Đây là đã hết cái bài của cái tuổi Mậu Tý. Đây là sang cái bài của tuổi Bính Tý. Nó hết 60 bài như vậy. Xong nó đến một cái nội dung nữa là cái nội dung tìm hiểu phong tục, xem ngày giờ lễ cưới hỏi cổ truyền Việt Nam. Nó có cái bài xem tuổi cho đôi trẻ với địa chi. Tức là cái địa chi ấy, tuổi nào hợp với tuổi nào thì chúng ta tham khảo ở cái cuốn này để ta có thể lựa trong cái cuộc sống hôn nhân và gia đình. Xem địa chi rồi là sang bên kia nó là xem thiên can. Đấy, xem địa chi thì nó rất là rõ ràng, mạch lạc. Từng nhóm một, nhóm tứ tuyệt, nhóm tứ mộ, nhóm tứ xung. Rồi các cái nhóm thuận hợp như thế nào? Đây là một cái tài liệu chính thống mà chúng ta cần phải nghiên cứu. Đây là cái bài xem tuổi theo thiên can nào nó hợp với thiên can nào. Thiên can hợp và thiên can khắc là nó như thế nào? Rồi các thiên can nào nó thuộc âm hay thuộc dương thì người ta cũng giới thiệu ở đây. Và các cái địa chi nào nó thuộc âm hay thuộc dương. Cuốn sách này nó cho ta một số các cái kiến thức về các cái việc chọn vợ, chọn chồng, rồi làm ăn, rồi hợp tác. Chúng ta có thể tham khảo để chúng ta áp dụng cho cái cuộc sống hàng ngày. Người ta có thể cho ta biết trước được cái quãng thời gian của chúng ta nó thịnh suy như thế nào, để chúng ta có thể lường trước được mọi cái sự việc. Thôi, video đến đây nó cũng chưa được dài nhưng mà tôi xin phép được dừng video ở đây. Thân ái chào cô chú, anh chị và các bạn.